Ăn một cái thôi nha Su nhá. Ôi giời. Chị nói thật là hai chị em mình cũng không thể ăn hết một cái xúc xích như thế này luôn. Ngon nhá. Không lẽ nó ngon lắm. Ăn một cái xúc xích chưa? Không sao. Ăn gì nghe là kiểu xúc xích thật nhà mình. Ngày cục xúc xích. Hố này, hố trên đấy khó chịu lắm. Hố này, hôm nay chị xem nào. Mà sao em mua được đâu cái xúc xích to này. Thế nào, cái xúc xích thật không đấy? Hả? Ôi em lừa chị thì sao, hay là tà thật? Xúc xích cái gì? À xem nào, à đúng xúc xích thật này. Chị đây. Chị, em nói chuyện có đúng thôi. Không bao giờ lừa chị gì. Nhưng mà chị chưa được nhìn thấy cái xúc xích nào to như thế này không? Xúc xích của mẹ chị mua cho chị thì bằng này. Đây to này. Bắt nhau hoàn toàn mà. Mua đâu ấy? Bắt kệ chị. Thế nào? Thế mà đi mà không ngủ chị ăn bụng rồi đúng không? Không. Mà mang con quét thế này. Không. Chị tưởng là em mang cái xúc xích để ra em tập bên này xong bắt đầu là thèm quá. Mỗi một lần thì thế này. Ừ. Ăn thử nhá. Em có hay ăn không? Em biết không? Tên. Chị mang cái áo sang nhà em tí định ra kia cà vắt mấy bông hoa cho mẹ chị. Nhưng mà mẹ chị luôn. Ô, xúc xích thật luôn này. Ôi, chị sẽ giả nha. Wow. Ăn một cái thôi nha Su nhá. Ôi giời. Chị nói thật là hai chị em mình cũng không thể ăn hết một cái xúc xích như thế này luôn. Ngon mặn luôn đấy. Đúng không? Ngon nhỉ? Ăn như ăn một củ qua luôn. Trời ơi. Ngon lắm. Ngon nhá. Không lẽ nó ngon lắm. Còn một cái xúc xích chưa? Không sao. Ăn gì nghe là kiểu xúc xích thật nhà mình. Sao chị tưởng em cho chị? Ăn ít thôi. Ừ. Này, em mua về á, một cái bữa trưa là một cái xúc xích cái đấy. Bữa trưa nhà em đây á? Ừ. Thế em không bảo chị cứ tưởng em cho chị cả cái này nên chị ăn. Ngon ơi là ngon, có thể cái xúc xích là ngon đấy. Nhưng mà cái này ăn dở rồi, chị ăn nó đi. Không sao, không sao. Về. Cho người ta ăn chưa ăn được có một nửa cái mà em mang về rồi. Đây, xin miếng nữa, ôi ngon thế.